Tyson Fury và Oleksandr Usyk đã từng muốn sổ găng hồi đầu năm. Tuy nhiên, cuộc đàm phán để thiết lập trận thống nhất hạng nặng đổ vỡ vào phút cuối. Lý do Tyson Fury đưa ra những yêu sách mà Oleksandr Usyk không thể chấp nhận. Vì vậy, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi cuộc sổ găng đỉnh cao của hai tay đấm này. Sau nhiều tháng, đôi bên đã thống nhất tất cả các điều khoản. Vì vậy, hợp đồng lập tức được ký kết để thiết lập trận thống nhất các đài vô địch hạng nặng tại Ả Rập Saudi. Ngày cụ thể diễn ra trận thống nhất hạng nặng đầu tiên trong kỷ nguyên 4 đai sẽ không được công bố cho đến sau ngày 28 tháng 10. Đó là thời điểm Tyson Fury sổ găng với Francis Ngannou. Nếu Tyson Fury không vấn đề gì trong cuộc chiến với Francis Ngannou thì trận thống nhất được diễn ra dự kiến vào ngày 23 tháng 12. Trong trường hợp Tyson Fury dính chấn thương thì có thể trận thống nhất được dời sang đầu năm 2024.